Nhằm tăng cường hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền, quảng bá hình ảnh vùng đất, con người, kết quả phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của hai tỉnh Bình Dương và Lào Cai, sáng nay Đài Phát thanh Truyền hình Bình Dương và Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai đã ký kết chương trình hợp tác giai đoạn 2022-2028. Theo biên bản hợp tác, trong giai đoạn 2022-2028, các phòng nội dung của hai đài Bình Dương và Lào Cai như phòng thời sự, phòng chuyên đề sẽ thường xuyên trao đổi thông tin, cung cấp tin tức, phóng sự, phim tài liệu, ký sự, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, cũng như tiếp sóng các chương trình tường thuật trực tiếp về những sự kiện lớn của hai địa phương. Đồng thời, hai đài cũng sẽ cung cấp miễn phí tín hiệu kênh truyền hình Lào Cai và kênh truyền hình Bình Dương trên ứng dụng xem truyền hình cho nhau. Cũng theo biên bản hợp tác, hai bên sẽ thường xuyên tăng cường việc trao đổi kinh nghiệm về quản lý chuyên môn nghiệp vụ, sản xuất chương trình, kỹ thuật, công nghệ, nhằm kịp thời thông tin, tuyên truyền, kịp thời, hiệu quả, thiết thực các chủ trương, cơ chế, chính sách thu hút đầu tư kinh doanh, các tiềm năng, thế mạnh, nét đẹp của nền văn hóa và con người của mỗi địa phương tới khán giả, thính giả của hai địa phương. Qua đó, góp phần nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, nâng cao năng lực sản xuất chương trình, tối ưu hóa những tiềm lực sẵn có của các bên và cụ thể hóa kế hoạch hợp tác sản xuất các chương trình nhằm đa dạng nội dung, phong phú các chương trình phát sóng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền của Đài Phát thanh Truyền hình Bình Dương và Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai trong tình hình mới.